Xin chào mừng tất cả các bạn đã đến với buổi workshop lưu trữ triệu tác phẩm nghệ thuật cùng cái cung đình sáng tạo cùng với bạn Giang Minh Hoàng. Thì hôm nay cùng với em Starcop. Thì đến với buổi ngày hôm nay thì em xin chân thành cảm ơn anh Minh Hoàng đã dành thời gian cho anh ta cũng như buổi sáng vào cuối tuần ngày hôm nay. Thì là em Star và anh Minh Hoàng là một cái mối nhân duyên rất là đặc biệt mà tới cái buổi workshop ngày hôm nay nó cũng rất giống cái mối quan hệ thân tình với em Starcop và anh Minh Hoàng. Thì không biết được cảm giác anh Minh Hoàng như thế nào. Thật ra một cái buổi sáng cuối tuần phải nói là một cái sự phấn khích, là một ngày bước khi ra đường đó là trời nắng rất là đẹp, và đặc biệt khi mà mình đến đây thì đây là lần đầu tiên mình đến cái không gian mà tổ chức workshop này rất là đẹp, các bạn rất là đẹp, thì rất là háo hức. Tại vì thật ra thì sang một cái chặng đường mà mình làm nghề thì chia sẻ là những cái kinh nghiệm, tất nhiên là để có được kinh nghiệm các bạn phải tích lũy khoảng một thời gian rất là dài. Thì hôm nay cũng là một cái buổi để chia sẻ cho kinh nghiệm cho các bạn, thì rất là phấn khích bước vào trong cái buổi sáng nay. Thì với hơn 30 năm, chính xác là 34 năm trong cái nghề nhiếp ảnh của mình, anh thì có chia sẻ gì thêm cho các bạn trong cái việc là lưu trữ dữ liệu cho cái tác phẩm của mình? Thật sự thì nếu mà nói thì vấn đề lưu trữ dữ liệu là rất là quan trọng. Mình nói là mình không phải là nói gọi là nó tân bốc lên, mà thật sự là một khi á, các bạn khi chụp được những tấm hình, hoặc là nó dùng từ là những cái khoảnh khắc mình lưu trữ lịch sử, nhưng mà vô tình á, cái khi mình lưu trữ nó bị mất cái file đó là mình rất là buồn, tại vì mình sẽ không thể nào lặp lại được. Thành ra là cái phần lưu trữ đó với Hoàng nó rất là quan trọng. Thì một lần, và có một lần Hoàng chia sẻ là một lần duy nhất là bị một lần rồi, và từ đó là phải quyết tâm mình tìm một cái giải pháp nào để lưu trữ tốt nhất và an toàn nhất. Thì cũng may và được các bạn giới thiệu và có cái duyên để đến với em Starcop để mà mình có một cái gọi là cái kích bảo vệ dữ liệu bằng hệ thống NAS. Thì mình cho đến bây giờ thì mình rất an tâm về dữ liệu là không có bị mất. Ok, vậy thì cụ thể cái hệ thống NAS này sẽ giúp cho giới nhiếp ảnh như thế nào? Chúng ta sẽ cùng nghe phần chia sẻ rất là chi tiết qua bên ngoài trong buổi workshop ngày hôm nay. Xin một cảm ơn các anh chị một lần nữa vì đã cùng lắng nghe và tham gia cái buổi workshop ngày hôm nay cùng với em Starcop và anh Minh Hoàng. Cảm ơn tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn.